Thân chào anh Michael và chị Cathy. Tommy mới vừa dứt lời với chị trên phone. Tommy làm liền cái video report để biết cái rating của chị hiện tại trên online nó như thế nào. Chị biết ngày nay rất là quan trọng, người ta hay dòm ngó cái người ta ở đây hay trước khi ta đến tiệm thì người ta hay coi những cái review. Mà mình có không có tốt trong review thì nó có ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tiệm. Để Tommy bắt đầu run dùng cái chương trình software này để Tommy biết rằng hiện tại là cái score của chị nó như thế nào. Nếu tốt thì mình làm tốt hơn nữa. Nếu xấu thì mình sửa chữa cho nó tốt hơn. Hiện tại là bây giờ tất cả là nó lên 8 cái sai ở trên mạng lưới. Nó report là tất cả chỉ có được cái 18 cái review. Hiện tại là chị dưới 4 chấm, tức là 3 chấm rưỡi khoảng đó. Thì như như chị đã biết rằng Tommy là làm cho anh chị cần thiết nhất là đưa cái business online, tại vì đa số người ta xài smartphone hết rồi. Chị sẽ lên cái trang nhà của Tommy là cái địa chỉ này đây, là trong đó nó có đầy đủ những cái option. Chị có thể chọn từ cái package nào theo đúng cái budget của tiệm. Thì Tommy không phải là chỉ người quảng cáo, Tommy giúp cho rất nhiều tiệm nail trong cái ngành nail spa này thành công về 5 star review, coupon redeem, software top page, section. Trong cái site này chị thấy là 92.000 plus tiệm nail đã nằm trong đây, cho nên Tommy làm việc hết cho những cái tiệm nail ở trong cái US luôn. Bây giờ mình sẽ coi lại cái review. Ở trên Google thì chỉ có 3 ngôi sao, 5 ngôi sao, rồi đồng thời không có ngôi sao nào hết. Nói cái gì không biết chị đọc cái này được không. The woman, this my nail seem not know difference between feeling a nail and feeling finger. Never apologize once. Was clearly hungry. Hurry. Get me out of the way. Anyway, cái này là nó nói xấu chị dữ lắm ở trên cái mạng lưới đây. Còn người này thì nói tốt, còn thằng trang giáp cũng vậy, nó nói có 3 chấm. Còn thằng này, còn người này thì nó nói rằng là appointment nó là anyway. Chị vô vô cái video này chờ đọc hết lại. Tommy có thể có cách để sửa chữa lại và làm thành cho chị trở thành 5 ngôi sao là cái trách nhiệm của Tommy. Còn ở đây là nó báo cáo ở trong nhiều cái site lắm, chứ không phải là chỉ một cái trang dấp thôi. Nhưng mà muốn repair như thế nào, hiện tại là super pay là chị đã đủ đủ năm đủ 5 ngôi sao rồi, nhưng mà dấp chị phải cần 17 cái review tốt nữa chị mới trở thành. Để coi lớn là bây giờ này là 4 sao rưỡi thôi đó, cái 4.8 đi, cũng gần 5 chấm đi. Thì là cái program nó định là chị phải viết, chị phải phải có cái người giúp đỡ cho chị là phải viết 62 cái 5 star và chị mới lên được. Còn Google Plus thì chỉ cần 36 người viết vô. Thì tất cả là chỉ cần 97 cái tốt review thì chị mới trở thành là 4.8, còn mấy là chị 3 chấm, 4 chấm, 3 chấm trở xuống. Thì chị có thể liên lạc với Tommy, chị lên trong cái trang này. Chị lên cái địa chỉ này đây, usamazon.com / number 1 rồi st, rồi chị thấy cái trang này chị bắt đầu chị xuống ngay trên đây chị coi
chị coi hết cái trang này thì trong đây nó đầy đủ về cái package. Thí dụ chị chọn cái package này 150 thì chị click cái button này thì nó vô trong cái trang đó, nó sẽ nói với chị chi tiết là chị gồm có những gì những gì. Còn chị muốn làm cái mobile bộ xây thì 40 đồng một tháng, chị click vô đây thì nó mở vô cái trang đó thì nó nói cho chị là chị cần những cái package gì, những cái chi tiết gì, nó đầy đủ hết. Rồi cái này là gọi là app, tức là ở trong cái phone nó có cái icon thì lấy cái tay touch vô thì nó mở lên, nó gọi là software thì chế tạo cái đó. Thì chị muốn coi về cái chi tiết đó thì chị nhấn vô cái nút màu xanh này. Còn cái giá này package này là 2.500, thì chị click vô thì coi nó gồm có là những gì. Còn package này 3.800 thì nó gồm những gì, đại khái gì. Mỗi cái package thì nó có nhiều cái mạnh mẽ ở trong cái section, cái video marketing rồi photo rồi đầy đủ. Rồi sau chót là chị sẽ coi cái website này, nó gọi là Las Vegas Deal. Website này là mình làm cho chị Amy ở cái tiệm Khuy Đẹp Nail đó. Chị lên đây coi mẫu trong đây là website này của chị này đây. Đó. Nó có rất cái menu rất là hấp dẫn. Chẳng những hấp dẫn không mà cái này là cái software. Có thể là chị mà là làm việc với Tommy từ 6 tháng 1 năm trở lên là cái keyword của chị nó nổi lên Google, không có cần phải trả tiền Google. Tên tiệm hay là keyword gì đó. Còn trong đây thì vô cái trang review của chị. Cái trang này do 100% như là dốc đó, có cái hình này là Thơ Mi làm, còn cái này là link vô website của chị. Thì ở đây chỉ có là 60 tấm hình về nail. Chị vô cái địa chỉ này chị sẽ coi. Còn đây là bản đồ chỗ đó, còn ở đây là nói chung là cái review. Còn nhiều khi chị có quảng cáo thì chị có những cái banner như thế này, click vô cái website của chị. Đó là cái trang này là riêng về là cái trang dấp, còn cái trang của chị là trang này. Ngoài ra cái trang này nó còn có cái trang gọi là cái này là hay lắm, cái này là software để cho anh ta redeem. Cái này nó xài cho mobile này, nó xuống gì thì cái khổ nó nhỏ lại. Khi mà chị cho anh ta cái khổ đó, anh ta đánh vô đây thì tự động nó sẽ cho anh ta được cái hưởng cái theo cái khổ đó, nó redeem. Còn cái này là redeem 10%. Chị có thể set trong cái program là muốn có redeem từ 9 giờ tới 10 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa, nhằm vào ngày thứ mấy thì tới cái giờ đó, ngày đó thì nó mới có, còn ngày khác thì không có, giờ khác thì không có. Thì nó click này redeem cái coupon thì người ta đã redeem rồi thì nó nói are you most present, tức là nó phải có trước mặt cái người là check out thì nó mới redeem được cái này. Rồi nó click vô cái này thì nếu mà đã redeem rồi là không được redeem nữa, là có thể cái program nó biết là nó cho 7 ngày sau mới được vô đây lấy cái option 10% off này. Còn nhiều hơn nữa, cái này là chỉ là đại khái cho chị coi thôi, nhưng mà nó còn nhiều option lắm chứ không phải là nói là website là để làm website. Còn cái này là booking online. Như chị đã nói là online người ta không booking cái walk-in không à, cái đó rất là sai lầm. Tại vì Tommy đã làm cho cái tiệm Nail Tech ở California thì là tới nay là chỉ đã được là 200 người book online trong vòng 6 tháng là khách mới không đó. Rồi trong đây thì bản giá gì nó nằm trong đây hết. Thì còn cái chương trình này, còn ai muốn gọi thì click vô đây để hẹn chị gặp online đi, Tommy sẽ giải thích thêm. Còn nhiều cái chương trình mà chị chưa có biết rằng cái ngày nay cái software nó làm rất là lợi ích cho cái tiệm nail của chị. Hân hạnh biết anh chị và hẹn gặp lại cái lần video tới nhé. Chào anh chị.